nhiên là một cái clip để cảnh báo cô bác anh chị em và một số người còn thiếu hiểu biết nghe theo bọn phản động. Thì mong sao các anh chị đừng có vi phạm pháp luật, nghe theo bọn phản động, cái bọn khủng bố Việt Tân và cái bọn phản động lưu vong nước ngoài và một số bọn lưu vong trong nước nó cấu kết nhau với mẹ Hồ Duy Hải để mà kêu gọi biểu tình. Tôi mong sao các anh chị đừng nghe theo, nghe theo là sẽ vi phạm pháp luật nhé. Lợi dụng vụ án Hồ Duy Hải để xuyên tạc. Trong vụ án Hồ Duy Hải, phán quyết hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao chỉ rõ sai sót chuyên môn của cơ quan tiến hành tố tụng địa phương, nhưng sai sót đó không làm thay đổi vụ án, do đó không thể suy diễn thổi phồng và đưa ra yêu cầu này yêu cầu nọ để mà thổi phồng, yêu cầu để mà làm này kia để mà xuyên tạc nha. Mong sao cô bác anh chị em á, là phải tỉnh táo nha. Cái vụ án Hồ Duy Hải á, là vụ án là Hồ Duy Hải giết người, chỉ thiếu sót giết hai mạng người, giết hai mạng người, chính Hồ Duy Hải giết hai mạng người. Rồi sao Hồ Duy Hải giết, có giết người, hỏi anh chị sao quan được, sao quan sai được? Không giết người, mình không giết người thì làm sao mà mình biết mình khai? Hồ Duy Hải không giết người làm sao biết khai? Là tôi giết người cách như thế nào, chỉ thiếu sót có một sơ hở, có một chút xíu đó mà bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng thiếu sót một chút xíu đó, bắt đầu nói Hồ Duy Hải bị quan. Làm sao quan được? Hồ Duy Hải làm sao quan? Quan làm sao biết khai? Một người không giết người làm sao biết khai? Khai tôi giết người xong rồi tôi đem cái áo tới chỗ đó tôi đốt thì dẫn công an đến chỗ đó luôn, đúng không? Làm sao công an biết cái chỗ đốt đó? Hồ Duy Hải dẫn công an tới chỗ đốt đó. Rồi Hồ Duy Hải không giết người làm sao Hồ Duy Hải biết là lột nữ trang ra rồi đi bán cho những người đó ở tiệm đó ở đâu, rồi dẫn công an đến đó, rồi cái người từng mua đồ của Hồ Duy Hải sát hại người đó, mua nữ trang đó, thì những người đó nói là từng gặp Hồ Duy Hải như vậy, hỏi Hồ Duy Hải không giết người tại sao người ta xác nhận. Rồi Hồ Duy Hải bán những cái cạc điện thoại này đúng không, mà bán những cái sim điện thoại này cho những người ở đó, bao nhiêu cái sim điện thoại này thì người đó cũng xác nhận, đúng anh này có từng bán cho tôi. Hồ Duy Hải là người không giết người đúng không, thì tại sao biết khai là tôi đi bán sim điện thoại chỗ này, rồi gặp người này, rồi người đó cũng xác nhận là Hồ Duy Hải từng lại gặp người đó bán đồ cho người đó. Rồi Hồ Duy Hải không giết người làm sao biết là lột nữ trang là nữ trang cái loại gì rồi đem bán vô tiệm vàng này, rồi bán loại trang bông vòng nhẫn gì đó rồi đem vô bán chỗ đó. Không giết người mà tại sao biết là lột nữ trang của người phụ các người bị hại, đúng không? Hồ Duy Hải là giết người 100% giết người, nhưng mà chỉ thiếu sót một hai cái sơ hở thôi, nhưng mà cái đó không phải là cái bằng chứng đó, mà bằng chứng đây sự thật là bằng chứng Hồ Duy Hải giết người, bằng chứng đó là bằng chứng giết người, cho nên Nhiên mới làm cái cảnh báo, Nhiên mới làm cái cảnh báo âm mưu kích động biểu tình và bọn phản động, nó kêu âm mưu rồi đấy, mà nó kêu bọn phản động trong và mà ngoài nước, bọn khủng bố Việt Tân và một số bọn phản động trong nước âm mưu lại để chờ sơ hở đó để mà cùng lôi kéo mẹ Hồ Duy Hải vô để mà âm mưu, để mà chống diễn biến, để mà âm mưu để mà bạo loạn kích động biểu tình đó từ sự kiện của ông Hồ Duy Hải, không nằm ngoài dự đoán hàng loạt các trang ba ghê và group của đảng khủng bố Việt Tân cùng các tổ chức phản động trong và ngoài nước đăng tải lên Facebook kêu gọi người dân biểu tình để mà nhằm tiến hành lật đổ bạo loạn chế độ của chúng ta. Anh chị, mỗi một lần có một đất nước chúng ta có một cái sự, có một cái gì thì bọn phản động này nó lấy cái sự kiện đó, lấy cái vụ án đó để làm chi, nó bôi nhọ, nó xuyên tạc để nó kích động quần chúng nhân dân chúng ta. Một số người dân thiếu hiểu biết thì nghe theo bọn phản động. Anh chị nhớ còn vụ cho thuê đất 995 không? Cái vụ đó thôi mà nó có cái gì đâu, mà nó phải bạo loạn, nó phải để cái bà vụ mà cho thuê đất 99 năm, đúng không? Đặc khu 99 năm có vụ đó, nó lợi dụng vụ đó để làm chi?
nó kích động, nó bạo loạn bà con cô bác cho trong nước để làm chi, đi đốt phá đập ở tỉnh Bình Thuận đó, anh chị nhớ không? Nó lợi dụng cái gì sự kiện, lợi dụng cái gì đó mà chính phủ Việt Nam làm cho người dân là nó kích động, nó bạo loạn người dân. Cho nên một số người dân làm ơn tỉnh táo lại. Các thế lực thù địch, các kênh truyền thông bản và các trang Facebook, trang Facebook, các trang của bọn phản động khủng bố Việt Tân trong và ngoài nước như trang ARFA và các trang mà của bọn phản động trên ở hải ngoại ra sức bôi nhọ, gây mất niềm tin, gây mất niềm tin trong nhân dân đối với đảng nhà nước, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, gào lên màu sắc chính trị trong vụ án hình sự giết người cướp của như Hồ Duy Hải. Anh chị, cái Hồ Duy Hải nó giết người hai mạng người như vậy đó, mà nó đi bạ, nó lợi dụng mẹ Hồ Duy Hải chi để nó kích động, để cho mọi người hiểu, để cho một số người dân chúng ta hiểu hiểu sai về cái đường lối chính sách đảng nhà nước ta, để cho một số người dân ta không còn tin vào quân đội nhân dân, không tin vào công an, không tin vào đảng nhà nước, để chỉ nó kích động biểu tình như cái vụ vừa qua. Anh chị thấy nhiều vụ không? Thông qua mẹ Hồ Duy Hải gào lên màu sắc chính trị vì muốn lợi dụng kẻ hở của pháp luật để chạy tội cho con mình. Mẹ Hồ Duy Hải cấu kết với thành phần phản động trong và ngoài nước, tạo ra các diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ dưới sự hỗ trợ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Cảnh báo với người dân trong không nên nghe lời kêu gọi xúi dục của bọn khủng bố Việt Tân và nhóm khủng bố trong và ngoài nước. Thế lực thù địch có hành vi vi phạm pháp luật. Tội phạm của Hồ Duy Hải quá rõ ràng. Hồ Duy Hải cũng không có chứng cứ ngoại phạm trong vụ sát hại, đồng thời có những chứng cứ và lời khai rõ ràng của Hồ Duy Hải, sự việc giết người cướp của ở bưu điện Cầu Voi là sự thật. Chính trị hóa vụ án hình sự nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống lại tổ quốc, chống lại cuộc sống hòa bình của nhân dân, chống lại dân tộc, và mọi hành vi chống lại dân tộc đều được xem là kẻ thù chung của dân tộc nhân dân Việt Nam, không có sự cảm hóa nào và không cần có sự nhượng bộ nào của hành vi gây bất ổn chính trị, chống lại tổ quốc. Đấy anh chị, cái bọn phản động thì nó lợi dụng cái vụ án Hồ Duy Hải để mà lợi dụng cái vụ án Hồ Duy Hải còn thiếu sót một hai cái thiếu sót của bên công an, thì nó lợi dụng đó để nó kích động mẹ Hồ Duy Hải, để kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình. Thì tôi nói rồi, anh chị còn nhớ vụ mà Bình Thuận không, vụ cho thuê đất không? Anh chị không biết con mẹ hay gì hết. Anh chị không, cái anh một số anh chị mà không biết con mẹ gì mà đi theo nghe theo lòng bọn phản động kích động biểu tình, bị phạt 750.000 rồi đó. Rồi xong rồi những kẻ đó sau đốt phá đập xe giờ đi tù đó. Cái đó là gì? Bọn phản động nó đang lợi dụng. Cho nên mong sao các anh chị tỉnh táo. Đất nước mình hiện nay về chống corona thì không ai thèm chống. Không cùng chung tay lo chống corona. Đó. Mà sao mà chỏ cái mỏ về Việt Nam để làm chi? Để mà xuyên tạc. Đúng là cái bọn khủng bố, cái bọn phản động lưu vong. Mong sao các anh chị là tỉnh táo lại cái vụ án Hồ Duy Hải này mà đi bạo động này kia kia nọ ha, là anh chị sai với pháp luật. Mong các anh chị hãy tỉnh táo. Hồ Duy Hải không giết người, làm sao mà khai là tôi lột nữ trang? Biết nữ trang là từ cái đô bông, từ dòng vàng nữ trang của người sát hại đó là cái gì luôn. Rồi đi bán cái sim điện thoại, bán cạc điện thoại là ở đâu gặp người nào luôn. Rồi đốt cái áo đó ở khúc nào luôn, dẫn công an đi. Người mà không giết người thì làm sao biết đường khai anh chị? Nó là giết người 100% rồi, đúng không? Chỉ thiếu sót một hai vạ cái tang vật đó thôi, chứ không có gì. Nhưng mà cái sự gàn gàn đó là nó đã giết người. Còn chỉ thiếu một hai tang vật thôi.
đó là nó cũng là giết người rồi, 100% rồi. Cái giết người trước mắt, còn tăng vật thiếu mua về để dựng lại hiện trường là khác nha, anh chị nên nhớ nha. Tôi mong anh chị tỉnh táo lại, nghe theo nó là anh chị sẽ đi tù hoặc là phạt tiền.